Rồi, ok, xin chào các bác. Thì trên tay em đây đang là con LG V60. Thì con này nó là bản Spring các bác nhé. Và theo đánh giá thì nó tầm 98%. Và con này L3 thì áp suất tự nhiên không còn. Tại vì đây, các bác thấy đây, lắp lưng thì em chưa gắn vào. Và em bán giá 3,8 củ các bác nhé. Thì anh em nào mà thấy giá nó cao thì cũng vui lòng có thể là bỏ qua luôn clip. Tại vì em cũng nói luôn là cái giá của em nhập ấy, thì nó cao, dẫn đến là em bán ra thì nó cũng phải cao thôi, cũng phải có lãi chứ các bác. Chứ bây giờ mà bán không có lãi thì nó bán cho vui thì cũng không được. Đấy thì em cũng nói luôn nhé, con này là gì nhỉ? Phải nói là dựng thì dựng cũng được. Thứ nhất là cái lắp lưng này là không phải là lắp lưng zin của nó nhé, lắp lưng này là lắp lưng thay cái lắp lưng khác rồi, cho nên cái số email ở đây này, có số email ở cái lắp lưng này nó cũng không đúng với cái số email ở trong máy đâu. Đấy thì ngoài ra ấy, thì là cái lắp lưng này các bác nào mà thích kiểu là thích cái lắp lưng màu gì ấy, màu trắng hay màu xanh ấy, thì hoàn toàn em có thể thay cái lắp lưng màu trắng này sang cho các bác được nhé các bác nhé. Đấy thì hai cái lắp lưng này thì đều là lắp lưng zin cả thôi, nó đều là hàng ngon cả thôi, các bác yên tâm. Thì hai cái lắp lưng này là em lấy từ những cái máy cũ ra ấy, mấy cái mũ khác ra ấy, thì nó không phải là đẹp nét, nhưng mà được cái là nó vẫn còn dùng rất là ok, nhất là cái phần kính camera như các bác nhìn thế này thì nó vẫn còn còn rất là nét. Nói chung là nó cũng có xước nhưng mà nó vẫn dùng ổn nhé, không bác nhé, các bác nhé, không phải vấn đề gì. Đấy, nó vẫn còn rất là ổn. Đấy. Đấy. Thì tạm thời bỏ luôn cái lắp lưng này ra chỗ khác các bác nhé. Thì đây em vừa nói rồi đấy, là cái lắp lưng này, cái máy này thì là thay lắp lưng nha, là một nhá. Và thứ hai nữa là cái cục pin này là cục pin mới tinh các bác nhé. Cục pin này này, các bác nhìn này này. Cục pin này là cục pin zin mới tinh luôn, cho các bác yên tâm nha, về các bác dùng thoải mái luôn nha các bác nhé. Vì nó là zin và là mới tinh cho nên chất lượng nó là tốt nhất rồi. Cho các bác về dùng rất là không phải lo về 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 cục pin này các bác nhé. Đấy, nói luôn cho các bác thấy là con này thì là dựng lắp lưng, có nghĩa là thay lắp lưng và thay pin mới. Đấy. Còn tất cả các đồ đồ khác ấy, đều là ngon hết các bác nhé. Cái chân sạc này là cái chân sạc zin và còn ngon đét luôn, quá tí nữa em sẽ tháo ra để cho các bác xem luôn. Đấy. Thì bác nào mà cần cái clip tháo tháo máy ấy, thì các bác xem ở đằng sau nhé. Còn các bác có thể xem đến đây được, là em bảo đảm tất cả các chức năng của con này đều ok hết các bác nhé, không có chức năng nào bị làm sao cả. Đấy, chỉ có không áp suất thôi. Đấy, thì đây ngoại hình của nó đây. Thì ngoại hình con này thì đương nhiên là nó không được đẹp cho lắm đâu, chỗ góc này này nó bị cấn một chút này. Đấy, góc cấn này, bên góc này cũng cấn một chút này. Đấy, còn cái cạnh trái bên này thì ok, đẹp cạnh trái chỗ này, đẹp cạnh này thì em thấy không vết xước đâu đâu. Chỗ chỗ góc này thì nó có bị lấm chấm một chút nữa này. Đây, đây góc chỗ này này, đó đây cạnh trên, cạnh trên thì rất là đẹp các bác nhé, cạnh trên đẹp, khe sim cũng đẹp, cạnh trên đẹp không vấn đề gì, góc chỗ này cũng đẹp không vấn đề gì. Đấy, bên cạnh phải này cũng đẹp các bác nhé, gần như không có vết gì, đây có một vết chấm bé xíu này thôi, nó rất là khó nhìn các bạn. Nói chung là cạnh phải như này thì đẹp rồi. Đấy, khó rất là khó nhìn ở đây đấy, chỗ này này. Đấy, ok, đấy là cái khung viền đấy. Còn đây là cái mặt trước đây, mặt trước của con này thì em bảo đảm cho các bác nhé, đây là cái màn hình zin các bác nhé, nó không chưa hề bị thay kính nhé, chưa hề bị thay kính hay là đánh kính hay là ép kính gì cả các bác nhé. Ở đây là màn hình zin luôn đấy, cho nên các bác dùng nó sẽ sướng. Và đương nhiên thì zin thì đương nhiên nó sẽ không thể đẹp được. Đây các bác nhìn này, màn hình con này thì nó hơi bị xấu xấu chút, để em cho cái đèn này nó chiếu thẳng vào. Đấy. Đấy, chỗ cái phone này này nó bị sức lông mèo nhiều nhiều này. Đấy. Đấy, soi ánh điện thì nó mới thấy thôi, chứ còn các nhìn thẳng thì các bác cũng rất là khó nhìn thấy. Đó. Đó các bác. Đó đó. Đây, toàn bộ cái màn hình đây. Đó. Cho các bạn yên tâm nhé. Cái màn hình này thì theo đánh giá thì là nó có sức giảm nhiều, nhưng mà nó không phải là sức sâu, không phải sức ghê gớm lắm ấy, cho nên các bác dùng vẫn rất là ok các bác nhé. Mà bác nào vào về dán cái cường lực lên nữa thì chắc là không nhìn thấy gì đâu. Đó. Rồi ok, thì đấy là cái ngoại hình, thì bác nào ưng thì lấy thôi, chứ bây giờ là máy thì thực sự là rất là hiếm rồi, em thì cũng nhập được có vài con thôi. Đấy. Và em cũng muốn muốn là cái máy nào thì cũng quay lại clip cho các bác để các bác yên tâm các bác dùng. Đấy thì đây đây là cái sạc, cái này là cái quan trọng mà, cho nên em cũng muốn test trước. Thì đây là cái sạc 18W A2C này. Đấy. Đấy các bác thấy không? Có sạc nhanh bình thường các bác nhá.
Đó. Đổi chiều cũng bình thường các bạn nhé. Cái dây sạc này là dây để mà em chuyên test con V60 được các bạn, cho nên cái dây này mà cắm sạc mà nó nhận sạc nhanh bình thường là chắc chắn là ok luôn. Đây, ngoài ra em có thử cho bác cái sạc 25W nữa này. Đó. Nhanh bình thường luôn các bạn nhé. Đó. Đổi chiều này. Đó, ok các bác nhé. Thì về các chức năng thì đương nhiên là em cũng sẽ tích qua cho các bác xem. Thì trước tiên là con này còn chỉ còn L3 thôi nha các bác nhé. Thì cái L1, L2, L3 ấy, thì nó chỉ cho các bác là xem phim trên bằng cái app như Netflix ở trên tải trên Set Play. Thì L1 nó cho các bác xem nét hơn và L3 thì cho xem nó không nét bằng thế thôi, chứ còn không có ảnh hưởng gì các bác nhé. Em tắt cái nhạc chuông thì cái không nó cứ kêu khó chịu. Ok. Thì tiếp theo là vào bên trong này. Vân tay này, vân tay bình thường các bác nhé, vân tay bình thường này. Còn đây, đây là cái số email và số CD của nó đây. Hoàn toàn các bác kiểm tra được xem con này nó là bản gì các bác nhé. Thì con này em kiểm tra rồi, nó là bản Spring các bác nhé. Đấy, không phải bản version đâu. Đây, 4G bình thường đấy các bác nhé. Em đang lắp cái sim Viettel nhé, nghe gọi luôn cho các bác xem. Tiệm cận bình thường này. À, tại vì dạo này sóng Viettel người ta đang cắt 2G hay 3G gì đấy, cho nên là nhiều máy nó hay bị cái hiện tượng mà có 4G như này nhưng mà không nghe gọi được đấy, cho nên phải cố tình em test cái sim Viettel là vậy. Còn đây camera trước của con V60 thì nó hay bị mờ, cho nên là đây các bạn yên tâm nhé, nó còn rất là nét. Này cái cam sau này, cam gần này, cam góc rộng này, đấy các bạn yên tâm nhé, con này hoàn toàn là nét bình thường, không vấn đề gì cả đâu nhé về camera. Đấy còn cái gì ạ? Đây và về cái âm thanh thì cũng cứ phải cắm cái jack này vào cho các bác xem nhé. Bật cái quên còn chưa nói wifi. Đây wifi bình thường các bác nhé. Đấy. Em sẽ phải cắm cái này vào. Đây. Tại vì nhiều con ấy nó sẽ bị lỗi, hay bị thỉnh thoảng nó có con bị lỗi cái DC ấy, nên cắm vào. Quá thôi. Đấy. Đấy, nghe bình thường đúng không? Cắm vào này. Đây, bật được DC bình thường này. Nghe bình thường này. Đấy, không bị cà giật gì cả các bác nhá. Dây đang chạy này. Tại vì nhiều con ấy là khi mà các bác cắm vào này, sau các bác bật cái DC lên ấy, nó sẽ bị hiện tượng là nó cứ chạy cà giật ấy. Đấy gọi là hiện tượng mà lỗi DC ấy, thì phải test như này thì mới biết chắc chắn là nó không bị lỗi DC các bác nhé. Chứ các bác cắm vào thì nó vẫn bật được DC, nhưng mà khi mà chạy nhạc nó sẽ bị cà giật. Đấy. Ok. Còn cái gì ngoài này nữa nhỉ? Ok, test vào bên trong luôn đi. Đó. Bản screen mới dùng được lệnh đấy, chứ còn bản version không dùng lệnh đấy đâu. Đây, tiệm cận ánh sáng bình thường này. Các phím bấm này. Ok này, chuông này, rung này, rung rất mạnh các bác nha. Quay ngang quay dọc này, đó. Các mic này, mic dưới này, ok này, không có rung gì hết. Mic trên này, ok này, mic không này, mic 4 này, ok hết nhé, 4 cái mic hoàn toàn bình thường. Đây, cái cảm ứng này vẫn cứ phải test. Test cho nó chắc ăn các bạn. Đó, cảm ơn bình thường các bạn nhé. Thì thực sự là cái này em test hết rồi, test lại cho bạn thôi. Tuy nhiên cái áp suất này thì sẽ không còn đâu, tại vì cái áp suất này em cũng nói luôn nhé, là tại vì tháo ra rồi này thì làm lại áp suất nó hơi khó khó các bạn. Thì em cũng sẽ cố gắng, nếu như mà áp suất nó còn ấy, quên cố gắng là nếu mà làm được lại áp suất thì em sẽ làm nhé các bạn nhé. Thì nếu mà áp suất có thì em sẽ ghi cái tiêu đề clip là sẽ còn áp suất các bạn nhé, còn không thì sẽ viết là không, thế thôi. Mà có thì đương nhiên là giá nó sẽ cao hơn một chút. Ok, trong này thì đấy thì bảo đảm cho các bạn tất cả chức năng của này đều bình thường hết. Thì em sẽ tháo hẳn cái linh kiện ra để cho các bác yên tâm nhé, tại vì bán với 60 mà em không tháo ra, em chính em cũng là người mà em không yên tâm mấy các bạn, cho nên là em cứ phải tháo ra. Đây.
Thực sự là bây giờ bảo là anh em cứ sợ là thằng này bán hàng dựng, thằng hàng hàng dựng sợ là hàng dựng thì nó không 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 ngon, không chuẩn đấy. Thực sự là bây giờ em chỉ thấy, tại vì em cũng là một thằng mà hay đi mua, hay thỉnh thoảng đi mua mua của anh em người dùng về, xong rồi bán lại ấy. Nhưng mà thực sự là anh em người dùng thì không biết đã đành, nhưng mà đã không biết rồi thì lại cứ bảo là máy của mình zin. Anh yên tâm là máy của em zin đét đèn đẹp, từ lúc mua về người ta đã bảo zin thế rồi, cho nên bây giờ em bán thì em cũng bảo là zin. Thực ra thì khi mà tháo máy ra rồi mới biết được là zin như nào. Thực sự là toàn là dựng, mà dựng toàn toàn pin đểu, xong rồi pin thì pin lởm, xong rồi chân sạc thì sửa câu dây tùm lum luôn đấy, xong rồi camera thì mờ đấy, rất là nhiều cái mà. Xong là nói thì trả lại máy thì lại bảo là anh khó tính này kia. Đây thì các bạn yên tâm nhé, đây là cục pin zin, đây là cục pin zin và nó là cục pin loại mới nhé, mới và rất là dày dặn, còn rất là cứng cáp, thì nó là mới thay vì bóc ra đây nó còn hơi nhăn nhăn này này. Thì các bạn yên tâm nhé, cục này cục mới tinh cho nên là rất là ngon các bác nhé. Đấy ok, thì tại vì em cứ phải tháo hết ra cho các bác xem mà. Đây tháo luôn cả cái này nữa, ở đâu rồi mấy cái nhíp rồi. Okay, các bác thì đây là cái main của nó nhá, thì bảo đảm cho các bác main này main zin và hoàn toàn là chưa hề có sửa chữa nhé, và còn nguyên cái miếng keo tản nhiệt ở đây đấy, và yên tâm nhé. Và đây trên cái khung của nó là cũng còn cái miếng đồng tản nhiệt nhé. Nhiều nhiều ông dựng ấy, là toàn có làm mất cái miếng này thôi, và cái miếng này các bác nhìn phát là biết là nó là dựng luôn hay không nhé. Cái miếng này nếu như mà dựng ấy, là lột từ chỗ khác đem vào thì nó dán vào, thường thường nó sẽ hơi nhăn nhăn các bác nhé, còn miếng này thì thẳng băng, thì đây là miếng gốc nó theo đúng cái khung này luôn, cho nên các bác yên tâm đây là cái đồ zin nhé các bác nhé. Và đây các bạn cũng thấy được là em cũng chả cần phải tháo hết cái chỗ này ra đâu, thì các bạn yên tâm nhé, cái chân sạc này nó là chân sạc zin, tại vì em đã tháo ra rồi, và em còn đổ thêm cái keo UV ấy, đổ thêm cái keo ở ở chỗ này này, ở chỗ giáp giữa cái phần thép này và cái phần 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 main ở dưới nó ấy, để cho nó chắc chắn hơn nhé, và cả cái mặt mặt dưới của nó nữa nhé, và cả mặt dưới của nó nữa em cũng đổ luôn nha các bác nhé, cho nên để tăng cái sự chắc chắn cho cái chân sạc này ấy. Tuy nhiên ấy, không phải vì vậy mà nó sẽ không bao giờ bị lại đâu. Nhiều ông bán máy thực sự là em chả hiểu là đầu ông nghĩ cái gì luôn, ông cứ bán máy xong bảo chứ cái máy này đã fix chân sạc rồi thì không bao giờ bị lại chân sạc nữa, thì hoàn toàn điều đó là sai các bác nhé. Đấy, fix chân sạc rồi thì nó vẫn có thể bị lại thôi, tại vì cái nền ấy, cái mạch của cái cáp này nó rất là mỏng manh, cho nên là kể cả công đã thay chân sạc khác hoặc là đây là chân sạc zin mới tinh, thì nếu như các bác dùng mà nó kiểu nó mạnh mạnh mẽ quá ấy, nó thô bạo quá, cắm mạnh quá ấy, thì kiểu gì sau này nó cũng sẽ bị lại thôi. Đấy, nhanh hay chậm là do các bác sử dụng thôi, nếu các bác sử dụng nhẹ nhàng thì nó sẽ được lâu, các bác lâu dài các bác nhé. Đấy, cho nên các bác cũng cái thằng nào mà nó bảo là đã fix chân sạc rồi là không bao giờ bị lỗi, hoàn toàn thấy thằng đấy là thằng này nó không biết cái gì và nó đang có ý định lừa đảo các bác nhé. Đấy, cho nên các bác chú ý. Đấy thì em cũng bảo rồi, để em làm thêm cái keo để cho nó thêm chắc chắn thôi, chứ không phải là nó triệt để các bác nhé, nó không bao giờ, ý là không bao giờ bị lại nữa, mà nó thì tăng thêm độ chắc chắn thôi. Đấy ok, thì đấy là cái toàn bộ cái con máy này, thì các bác yên tâm nhé, con máy này để mà sử dụng thì nó quá là tuyệt vời, nó chả có vấn đề gì về linh kiện, nó đều là đồ ngon hết, chỉ trừ là cái ngoại hình nó hơi xấu rồi. Đấy rồi ok các bác, anh em nào cần thì liên lạc em ở góc màn hình đấy nhá, số điện thoại em đấy, số Zalo luôn nhé. Ok, chào các bác.